này 50 ngàn hả? Dạ. Ngon ha. Dạ. Cơm dẻo à. Hàng này là hàng 80 mà em khổ á, cho ông dọn kho đặng tối nay lên đó. À. 50 ngàn nữa nha. Mùa này nó cũng hay vì trái muống. Chị gái mua sầu riêng kìa. Đây khui là phải có hai chai nha cả nhà. Một người khui với lại một người mang bao tay để bóc sầu riêng. Đó. Anh kia ra là có khách vô mua rồi, cái chú này phụ à. Còn trái cũng nhiều hỏng quá ha. Người khui một người quay đồ ha. Chết luôn à. Trái này cũng có 3 kg, 150 ngàn, 50 ngàn kg rồi cả nhà. Trái nào hư, muối nào hư thì muối nào hư thì bù nha cả nhà. Hàng 50 ngàn cũng bù lỗi muối nữa nha cô chú. Đó, muối đó bị hư á, bây giờ bù cho chút bù cho khách muối khác. Ở đây là bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa ở số 3 Quỳnh Tiền Lộc, phường Hòa Thành, quận Tân Phú nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay còn sầu riêng cũng ít thôi chứ không có nhiều, cả nhà trong nhà cũng hết rồi. Tối nay anh chủ nói là lên sầu riêng tiếp rồi. Cái này đang vô mùa sầu riêng rồi nên hiện tại rất là nhiều sầu riêng luôn. Ở đây có rất là nhiều giá luôn cô chú anh chị. Đây giá ha. Hàng ở đây là 100 ngàn ký nha cả nhà. Đó, hàng 100 ngàn. Hàng 500 ngàn, 50, 70 đều có hết nha. 500 ngàn ở đây ít sầu riêng rồi cả nhà, sắp hết rồi. Rồi, một chiếc khác. Cái này mấy này nó chín quá. Bán cho hết luôn để tối lên sầu riêng lô khác. Thì nó chỉ cắt vỏ sầu riêng về. Đó, dẻo rồi cả nhà. Mối mang hàng sớm cơm dẻo kìa. Ồ, hai trái một hộp muối luôn. Ở đây bán cả ngày luôn nữa nha, 8 giờ sáng bán tới 10 giờ 11 giờ đêm luôn cô chú chị. Thì để này có hàng 50 nè, khách vô lựa hàng 50 ăn không cả nhà. 50 nó hơi chín đó. Cái vỏ nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà khui bên trong thì ok mới lấy nha, còn không ok thì bù cho trái khác. 50 ngàn một trái 3 kg khoảng 150 ngàn cả nhà. Vỏ nó xấu mà ở trong nó cũng ngon lắm nha cô chú chị. Ở khu ra mà bị trái muối hay bị sượng lạc gì là ở đây đổi cho cái khác. 3 thử lòng có nhớ không? Đeo bao tay bóc muối đàng hoàng cả nhà, rất là vệ sinh nha. Cái này chắc hơn 3 kg rồi. Nãy có một hộp nó bị hư muối, lấy cái khác bù lên cho chị. Ờ,
Móp rửa luôn. Tôi ăn thử ngon ngon lấy bán bao mà bán bao mà ăn ngon lấy không ngon trả lại ok luôn. Mua cái này khoảng 150 hả? Cái này không hiểu đâu chị. Này hả? Không, cái này là cái sơ của nó. Thôi ra ok lấy mà hư bù mà bao mà đâu phải khui hư rồi khách cũng lấy luôn đâu. Nào ông tới 38 199 hư muối nào bừng muối đó bao rồi. Cái này tới 38 cho nhà 50.000 ký à. Nó không tới cái muối rồi, tới cái vỏ rồi nha. Cái không vàng luôn. Bị gì coi chuẩn bị cái vỏ rồi chứ nó không tới cái muối rồi. Để gì thôi cho khách ăn thử coi sao. Cách ăn cái nhiệm nó ăn dấu mặt luôn. Ăn. Ngon ngon là này. Quá ngon không? Sáu vỏ. Con kiệm nó chín ở dưới đó, chín trong đống đó. Rồi con cam kiệm nó bị nứt. Ghê là chín cây luôn đó. Nhà này bao ngôi chị? Trái con 109 mà quá trời muối không? Chắc có ký cơm á chết gì. Còn học nữa kìa. Ký cơm bán 300 đó. Có 109 nè cả nhà, 8 lạng rồi nè. 8 lạng mấy rồi đó. Ký luôn à. Dư ký luôn. Này chắc ký mốt nữa ha. Cái vỏ nó xấu vậy thôi chứ nó không vô tới muối nha cả nhà nè, thấy không? Không dư cái mốt mấy cái hàng này luôn.
một hộp 190 ngàn, 50 ngàn một ký. Mua thử trái đi. Trái tầm 3 ký rồi. Thôi cho mày. À, hàng này 100 nha cả nhà, hãy coi chỉ lựa hàng 100 mới coi sao. Đây hơn ký cơm luôn à, có 190 ngàn. Mấy này chín hết rồi. Thế này coi. Rồi, đó đó đó. Chín đổi trái khác. Chín thì chị không ăn thôi, chị đâu lấy được. Gõ thử. Hàng này 100 ngàn nè. Chị mua hai loại luôn, hàng 50 với lại hàng 100. Bốn ký ba. Thế vậy? Bị gì hả? Cái này ngon nè. Trời, trái vẫn cầm tròn kìa, mà nó hơi nhỏ nha. Trái này nhiều muối á. Chín mấy khùi chứ không chín, không dám khùi đâu. Chín là không khùi em bơm nha chị. Chị mua trái to to mà chú ý chị lấy tròn cho chị thôi. Cộng vô 400 cho 200 đi, 400 200, 630 trừ 10 ngàn là 620. 430 đúng không? 430 cộng 190. Rồi xóa hết đi chứ anh cộng gì cho đâu. 430 cộng 190 620 có phải không? Rồi 620. Hợp lên, hợp lên. Hôm nay anh Thanh anh có công việc anh chưa có ra cả nhà. Anh trai này anh đứng đây ngồi đi khu sầu riêng. Thơm quá nha, dẻo quá, rùi quá vậy ta. Cái gì vậy? Dẻo liền. Giống cái ông kia nãy giờ hỏi cái cũng dẻo xe luôn. Sắp lại, sắp lại. Chai nữa kìa. Chưa hết nha cả nhà, còn nữa nha cả nhà. Mới 3 học à. Mới vừa chín tới mùi nó hơi khó, so với mấy cái mà nó chín thì nó dễ tách nó ra. Còn học nữa, cái này 5 học luôn. Năm học luôn. Năm học.
tao cũng tính ra cơm cũng ký mấy chứ, ký cơm mà kìa. Không, cũng ký hai cơm nè, tính tao ký hai cơm. Trời này mua một trái này ký 100 này nha cả nhà. Đó, đã không? Quay quảng cáo luôn à. Và hết shop rồi, hết shop rồi. Bên đây 100, bên đây 50. Bên 50. Live stream luôn. Anh Thành mới về cả nhà, chắc chút anh vô bán. Tên trai này ngồi cua xíu á. À, sầu 100 ngàn một ký thì nó đầy học năm học muối luôn đó nha. Ở trong đó hình như 7-80 gì đó, trong đó ngoài đây 50. Hết chưa hết, hàng trăm ngàn chất lượng ha, năm học muối ha, vỏ mỏng ha. Bên kia nó bị chín quá, quá chín rồi nên để bán riêng nữa nha. Bên đây hàng tỷ năm học muối nên 100 ngàn ký. Cũng được nhà lấy trong nhà. Trong nhà chưa chín nữa chứ. Bên này ha, bên này 100. Đúng rồi. Mình đó 50 quá nè, anh chỉ mua nè, này 50 à. Mua nào anh lựa cho. Hàng 100 hay hàng 50 anh lựa cho. Cái này có 100 mấy quá hả? 102. 102 à. 2 ký 2 ký 4.